chào mừng quý độc giả đồng hành cùng Phong Thủy và Số Phận. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và bật mí những điều huyền diệu xung quanh cái tên của mình. Mỗi con người khi sinh ra đã được đặt cho mình một cái tên riêng biệt. Thế nhưng đó không đơn thuần chỉ là tên, mà nó còn chứa đựng những huyền cơ về cuộc sống của chủ nhân mà chúng ta không hề biết đến. Xem tử vi tên là phương pháp luận giải tương lai, vận mệnh của quý bạn thông qua tên gọi của mình. Xem tử vi tên sẽ sử dụng tên của con người, sau đó áp dụng sự huyền bí của phép luân chuyển kinh dịch để luận đoán. Với một cái tên sẽ tương ứng với một quẻ trong kinh dịch, phản ánh tất cả những điều liên quan đến cuộc sống của con người. Chính vì vậy, chúng tôi sẽ giúp bạn có một kết quả chính xác nhất về tên của mình. Tiếp sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tên Duy Uyên. Tương ứng với số 7 là tượng trưng cho khuynh hướng, tinh thần và trí tuệ, cá tính riêng biệt, tư tưởng, thâm trầm và ảnh hưởng đến các môn khoa học kỹ thuật, triết lý, tôn giáo hay siêu hình học. Số này tiêu biểu cho sức mạnh cường tráng và khả năng tiến thủ, vượt bậc về tinh thần, tâm linh, cao cả và thiêng liêng. Số 7 liên hệ với sao Thổ Tú, tương đương với thần đại trùng tinh. Về tính cách và nhân cách của những người số 7, tên của bạn thường có tư tưởng thâm trầm và có vẻ phân tích, nhiều ý kiến cá nhân, rất tự lập, ít nghĩ ngợi về tâm trí và thể xác, rất chú trọng và tò mò về thời thế, thích du lịch, nhất là đến những nơi xa xôi, hẻo lánh, thích sự kín đáo, cô quạnh, thường là kẻ sống với nội tâm, ít biểu lộ ra bên ngoài. Họ ham hiểu biết, rất có khiếu về nghệ thuật, thẩm mỹ và dễ tiếp xúc với cái đẹp. Thường bất đồng ý kiến của đa số, quan niệm của họ thường có tính cách triết lý và trực giác, ít khi a-dua hay bắt chước thời trang. Họ thường tự lập luận, tự quyết, không chịu theo ý kiến của người khác và thích hoàn toàn có tinh thần tự trí, tự phê bình nghiêm khắc, tự đòi hỏi mình ở những tiêu chuẩn có khi quá cao so với khả năng của bản thân. Đối với con số 7, thường thì tính cách khó hiểu và họ cũng khó hiểu được người khác, cô độc, dè dặt, bén lén, rất khó kết bạn. Tuy nhiên, khi đã là bạn rồi, họ trở thành người bạn rất tốt, trung thành, khoan dung. Vì tính thâm trầm nên họ không thích hợp với các cuộc hội họp, tiệc tùng, liên hoan hay dạ vũ. Tìm thấy sự thích thú thoải mái trong các cuộc họp nhỏ, nói chuyện hay, biết nghe chuyện nhưng không thích các chuyện phiếm, tán gẫu. Vì dè dặt, giữ gìn thận trọng nên thường bị người xung quanh hiểu lầm là có tính khinh người. Họ không thích la lối, nổi giận nhưng tranh đấu mãnh liệt cho niềm tin tưởng của mình và tranh đấu một cách bền bỉ, thụ động nhưng bướng bỉnh. Những người tương đương với số 7 rất tín ngưỡng và sống nhiều về tinh thần, thích nghiên cứu về tôn giáo và thường trở nên thâm trầm, sâu sắc và rất bí ẩn. Vậy, công việc, năng khiếu, tiền bạc của họ như thế nào? Con số 7 rất thích hợp với các công việc hay nghề nghiệp ít bị kiểm soát bởi người khác, dễ thành công trong các lĩnh vực về nghệ thuật, viết văn, điêu khắc, hội họa và rất nhiều ngành khác như giáo dục, khoa học hoặc tôn giáo cũng thích nghi với khả năng. Nhờ vào sự kiên nhẫn, kiến thức sẵn có mà họ có thể gặt hái được kết quả tốt đẹp khi bắt tay vào việc. Họ thích biển cả, thích du lịch và có nhiều khả năng trong ngành hàng hải. Ít thích thú trong các việc thương mại hay các việc cần đến sự giao dịch và nhân viên. Họ rất tận tâm, chăm chỉ kết sự kiểm soát và bó buộc người khác quá nhiều. Khi họ là chủ nhân, họ không đạt được nhiều thành công vì họ không thích ra lệnh, muốn cho nhân viên dưới quyền tự sáng kiến. Số 7, ít quan niệm về tiền bạc và mãnh lực của nó, thấy tiền bạc là rất cần thiết nhưng không mơ ước nhà lầu, xe hơi. Thỉnh thoảng họ cũng dám tiêu xài phung phí nhưng thường thì có tính tiết kiệm hơn. Không thích các vấn đề hay sự việc có liên quan đến tiền bạc, có tiền họ cũng để cho người khác quản trị dùng. Còn trong chuyện tình duyên,
họ dễ kết hôn trong nhiều trường hợp và thường rất sớm, nếu không thì rất muộn, bởi vì càng lớn tuổi, họ càng dè dặt, sống xa cách với thế giới bên ngoài và khó biểu cảm, cảm xúc. Rất tử tế nhưng không hẳn là dễ thương, dễ cảm, bởi vì họ chú trọng nhiều về tinh thần và ít lệ thuộc chặt chẽ vào viện khác. Ví dụ, người chồng có thể nhớ vợ khi xa cách nhưng vẫn làm việc hăng hái, có kết quả tốt như lúc bình thường vậy. Trong cuộc sống hôn nhân của họ hạnh phúc có thể tìm được người có con số tương ứng, số 9, số 1, số 7 vì giống nhau về tinh thần và nhân cách. Còn đối với các số 6, 2 thì ít thích hợp hơn, bởi lẽ hai số này rất dễ bị khổ sở bởi tính tình của số 7. Còn đối với các con số 3, số 5, họ có thể tạo được hạnh phúc nhưng có sóng gió thường. Có thể hài lòng với số 1 và số 8 bởi vì họ có tính chinh phục nhưng thường thiếu sự rung cảm sâu xa. Hy vọng với chương trình của chúng tôi giúp các bạn đã khám phá thêm được những điều thú vị xung quanh tên của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kế tiếp.